con bị nhức đầu. À, đến ngày 20 mùng 1 ngày 14 ngày rằm bị nhức đầu. Mấy ngày kia con có nhức đầu không? Hả? Ai đưa cái này? Mấy cái ngày khác con nhức đầu không con? Ít thôi con. Đây là cái nghiệp thân của con. Mặc dù đi khám bệnh thì người ta không biết, bác sĩ không biết, nhưng mà đó là cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó thì con nên sống đúng giới luật đó, thì nó chuyển nghiệp của con. Sống đúng giới luật, người cư sĩ có năm giới đấy con. Mà nếu mà sống tám giới là mình họ bác quan trai, tức là mình tập sống như người tu sĩ là bác quan trai, mình tập sống bác quan trai. Còn con chỉ cần sống đúng giới luật mà thôi, nghĩa là con chỉ cần sống đúng năm giới. Năm giới thì mấy con đơn giản dễ, tức là con từ đây về sau con ăn đừng có ăn ăn thịt chúng sanh, ăn chay, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì nếu mà con thấy cái bệnh đau mà như vậy đó, thì con sẽ trong gia đình đó, mà mọi người thấy con mà ăn ngọ, tức là ăn ngày một bữa đó, ăn một bữa sẽ mau hết bệnh lắm. Rồi hàng ngày con rảnh ra lúc nào tối về phía nào về, con sử dụng cánh tay con để đuổi bệnh. Con nhắc cái đầu đau này phải chấm dứt, không được đau nữa. Rồi con ngồi trong 30 phút an tĩnh thân hành, tôi biết tôi đưa ra an tĩnh thân hành. Con sống đúng đời, sống giới, tức là giới luật, chuyển các pháp cái nghiệp của con sẽ hết đau đầu. Và đồng thời muốn để cho nó đẩy lui được bệnh mau thì con dùng cánh tay, nếu con sống giới là nó cũng sẽ hết. Nghĩa là bây giờ con sẽ giữ gìn năm giới và cộng thêm một cái giới nữa, đó là không có ăn uống khi thời, con chỉ ăn ngày một bữa thôi. Rồi con cứ tu tập như lời thầy dạy, thì khoảng 1 tháng cho đến 6 tháng thì cái bệnh con hoàn toàn cái bệnh của mình không còn nữa. Cố gắng. Ví dụ như thầy nói 6 tháng với trong vòng nó có thể 1 tháng nó cũng hết rồi, hoặc là 2 tháng, hoặc là 3 tháng, nhưng mà tối đa nó là 6 tháng. Nó sẽ chuyển được cái nghiệp. Mà con sống từ đây mà 6 tháng thì cái giới luật đó nó đủ cái lực nó để chuyển cái nghiệp của con. Nó chuyển cái nghiệp đau của con sẽ đạt. Rồi con nhớ con sẽ làm như vậy là con khỏi cần đi uống thuốc, khỏi cần đi bác sĩ gì hết. Bác sĩ uống thuốc là nó cũng không khỏi, mà nó khỏi được cái bệnh con thì nó sang bệnh khác để mà nó trả cái nghiệp. Còn con sử dụng cái giới luật Phật là con chuyển nghiệp nó sẽ hết luôn. Ví dụ như bây giờ cái đầu con đau nè, mà con đi uống thuốc, con đi bác sĩ đi trị bệnh đi, con uống hết thì cái bao tử con coi chừng nó, hoặc là một cái chứng bệnh thấp khớp nào ở trong thân con nó sẽ không ra, vì do cái thuốc đó nó ảnh hưởng đến cái cơ thể con thường xuyên. Thì do như vậy thì con chỉ cần dùng pháp và giới luật của Phật mà chuyển cái nghiệp của mình. Bởi vì đây là cái nghiệp, nếu mình không có tạo một cái duyên đời trước thì đời nay mình đâu có gặp cái vấn đề. Tại sao mình mọi người cũng bệnh mà mình bệnh? Đó là cái nghiệp riêng của mình, cái đó là biệt nghiệp, cái nghiệp riêng. Như vậy thì thầy đã trả lời con xong rồi, đúng không?